Con chào các em học sinh lớp 7, hôm nay chúng ta đến với tiết 96. Đó là bài dùng cụm chủ quỹ để mở rộng câu luyện tập phần tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ đi làm bài tập ha. Bài số 1, sách giáo khoa trang 96. Tìm cụm chủ quỹ làm thành phần câu hoặc cụm từ và cho biết chức năng ngữ pháp của mỗi cụm chủ quỹ. Câu A. Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa. Hồ Chí Minh. Câu B. Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non hoa cỏ, núi non hoa cỏ trông mới đẹp, từ khi có người lấy tiếng chim kêu tiếng suối chảy làm nghề nông vịnh, tiếng chim tiếng suối nghe mới hay. Hoài Thanh. Câu C. Thật đáng tiếc cho chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thứ quý của đất mình thay dần bằng những thứ bóng bẫy hào nhoáng và thô kệch bắt chước người ngoài. Theo Thạch Lam. Rồi bắt đầu chúng ta làm bài nhé các em. Câu A nè. Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa. Rồi bây giờ chúng ta xác định nhé các em. Đầu tiên chúng ta xác định chủ ngữ lớn của câu này là từ chỗ khí hậu nước ta ấm áp, đây là chủ ngữ. Phần còn lại đó là cho phép ta quanh năm trồng trọt thu hoạch bốn mùa là vị ngữ. Rồi thì trong phần chủ ngữ lớn chúng ta có thể chia thành cụm chủ quỹ nhỏ nữa. Cô đánh đây là C1 và V1 là C1 nghĩa là chủ ngữ, chủ ngữ 1, còn V1 nghĩa là vị ngữ 1. Rồi chúng ta có khí hậu nước ta, đây là chủ ngữ 1, còn ấm áp là vị ngữ 1. Rồi chúng ta đã có một cụm chủ quỹ nhỏ nha. Rồi còn phần vị ngữ lớn nè, chúng ta cũng có cụm chủ quỹ nhỏ nữa, đó là cô đánh là C2 và V2, đây là cụm chủ quỹ thứ hai. Rồi chúng ta thấy từ ta đây là chủ ngữ, còn quanh năm trồng trọt thu hoạch bốn mùa thì đây là vị ngữ. Rồi vậy câu này chúng ta có hai cụm chủ quỹ với các em. Rồi chúng ta nhớ ghi vào quả bài tập của mình ha. Rồi thì cụm chủ quỹ thứ hai bổ sung ý nghĩa cho từ cho phép. Rồi chúng ta thấy cụm chủ quỹ một làm chức vụ là chủ ngữ, còn cụm chủ quỹ hai là phụ ngữ cho cụm động từ. Chúng ta sẽ làm câu B. Cô khỏi đọc lại câu B ha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ xác định có kẻ là chủ ngữ. Rồi từ nói đây là động từ, từ khi đây là danh từ. Rồi từ khi ở dưới cũng là danh từ nha. Rồi chúng ta sẽ có cụm chủ quỹ, đó là các thi sĩ là chủ ngữ nhỏ, còn ca tụng cảnh núi non đây là vị ngữ, vị ngữ nhỏ nghĩa là vị ngữ một, cụm chủ quỹ thứ nhất. Rồi cụm chủ quỹ thứ hai từ chỗ là có người, đây là chủ ngữ, chủ ngữ đó các em. Còn phần còn lại lấy tiếng chim kêu tiếng suối chảy làm đề tài nông vịnh thì đây là cụm chủ, đây là phần vị ngữ. Cô đánh xem cái ký hiệu là số 3 ha. Đây, chúng ta cũng có cụm chủ quỹ thứ hai nữa. Đó là gì? Núi non hoa cỏ, đây là chủ ngữ 2. Còn phần trông mới đẹp, đây là vị ngữ 2. Rồi, bài này có nhiều cụm chủ quỹ các em. Cụm chủ quỹ tiếp theo là tiếng chim, tiếng suối, đây là gì? Chủ ngữ nhỏ thứ 4. Và nghe mới hay, đây là vị ngữ thứ 4. Thì bài này chúng ta có tới 4 cụm chủ quỹ nè. Rồi, chúng ta thấy cụm chủ quỹ thứ nhất, cụm chủ quỹ thứ 3 làm phụ ngữ cho cụm danh từ, đó là từ khi. Còn cụm chủ quỹ thứ 2 và cụm chủ quỹ thứ 4 thì làm phụ ngữ cho động từ, đó là động từ nói. Rồi bài này thì nó hơi phức tạp hơn, các em nhớ là ghi vào cho nó cụ thể nha,
để xa vàng gặp lại những mảnh cha bài thi mà gặp lại như tương tự ở câu B chúng ta biết đường làm được các định chính xác không? Rồi xem như chúng ta câu B đã xong ha. Rồi chúng ta sang câu C. Rồi bắt đầu chúng ta xác định tiếp tục. Chúng ta xác định chủ ngữ lớn. Rồi từ thấy đây là động từ. Rồi chúng ta xác định cụm chủ ngữ thứ nhất. Những tục lệ tốt đẹp ấy, đây là chủ ngữ. Mắt dằn là ngữ ngữ của cách số 1 nha các em. Rồi cụm chủ ngữ thứ hai, đây là những thức quý của đất mình, đây là C2, đây là chủ ngữ thứ hai. Phần còn lại là ngữ ngữ hai, chúng ta sẽ có thêm một cụm chủ ngữ thứ hai nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta nhận xét chức năng này. Cụm chủ ngữ thứ nhất và cụm chủ ngữ thứ hai làm phụ ngữ cho động từ, đó là động từ động từ thấy. Rồi chúng ta sang bài tập số 2 các em. Sách giáo khoa trang 97. Bài này người ta có yêu cầu chúng ta như sau: gộp các câu cùng cặp thành một câu có cụm chủ ngữ, làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ. Người ta kêu mình gộp lại nha. Rồi câu A: chúng em học giỏi, cha mẹ và thầy cô rất vui lòng. Câu B: nhà văn Hoài Thanh khẳng định cái đẹp là cái có ích. Câu C: tiếng Việt rất giàu thanh điệu, điều đó khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương trầm bổng như một bản nhạc. Cách mạng tháng 8 thành công, từ đó tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới. Bài số 2 này thì ở trong câu, ở câu C thì nghe chăng cái chỗ mũi chân của chị các em thì nó có hơi nổi một chữ xíu, nhưng mà cô cũng đã có đọc rồi, chúng ta cũng được xác định nha. Cái này là chữ người, cái này là chữ dương nè, rồi đây là chữ như nha, rồi đây là chữ bước. Rồi bắt đầu chúng ta làm bài. Rồi câu A, người ta kêu mình gộp lại, chúng ta sẽ gộp như thế nào đây? Rồi xem câu hướng dẫn cách gộp nữa ha. Rồi chúng em học giỏi khiến cha mẹ và thầy cô rất vui lòng. Rồi ở đây chúng ta xác định là chủ ngữ vị ngữ nha. Cô có dấu sẹt là đỏ đó. Phần trước là chủ ngữ, phần sau là phần vị ngữ. Đây là chủ ngữ lớn nha, vị ngữ lớn một. Rồi phần chủ ngữ chúng ta cũng có cụm chủ vị nhỏ. Cô đánh dấu là C1, V1. Chúng em là chủ ngữ thứ nhất. Còn học giỏi là vị ngữ thứ nhất. Rồi phần chủ, xin lỗi, phần vị ngữ lớn chúng ta cũng có cụm chủ ngữ. Xin lỗi, cũng có cụm chủ vị nhỏ, đó là câu đánh dấu số 2. Rồi cha mẹ và thầy cô, đây là chủ ngữ thứ hai. Còn phần còn lại là vị ngữ thứ hai. Rồi chúng ta thấy gì cụm chủ vị thứ hai bổ sung ý nghĩa cho từ. Từ khiến, đây là phụ ngữ cho động từ, khiến này là động từ nha. Rồi chúng ta sang phần B. Câu có cách gặp như sau: nhà văn Hoài Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích. Rồi chúng ta xác định nhà văn Hoài Thanh đây là chủ ngữ lớn, phần còn lại là vị ngữ lớn. Rồi phần vị ngữ thì chúng ta có thể xác định thêm một cụm chủ vị nhỏ nữa, đó là cái đẹp, đây là chủ ngữ, phần còn lại là phần vị ngữ. Rồi khẳng định đây là động từ nha, thì cụm chủ vị này là phụ ngữ cho cụm động từ. Rồi chúng ta sang câu C. Rồi các em xác định câu hình đó chúng ta gặp đấy ha. Tiếng Việt rất giàu thanh điệu, khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương trầm bổng như một bản nhạc. Rồi các em xác định này, từ đầu cho đến thanh điệu đây là chủ ngữ, phần còn lại là phần vị ngữ. Rồi phần chủ ngữ chúng ta có thể xác định thêm cụm chủ vị nhỏ, đó là tiếng Việt là chủ ngữ một, rất giàu thanh điệu là vị ngữ một. Rồi còn phần vị ngữ chúng ta xác định như sau:
lời nói của người Việt Nam ta ngày đây là C2 như là chủ ngữ 2, du dương trầm bổng như một bản nhạc đây là ngữ ngữ 2, rồi vậy màu xanh này là chúng ta có cụm chủ ngữ thứ 2 ha. Rồi thì cụm chủ ngữ thứ 2 là phụ ngữ cho động từ, đó là động từ kiếm, thì chúng ta sẽ thành cụm động từ. Câu D có cách gợi như sau: cách mạng tháng 8 thành công đã khiến cho tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số mạng mới. Rồi chúng ta xác định cách mạng tháng 8 thành công là chủ ngữ, mà còn lại là phần biểu ngữ. Rồi chủ ngữ chúng ta xác định thêm cụm chủ ngữ nhỏ, cô đánh dấu là số 1 nha. Cách mạng tháng 8 đây là chủ ngữ 1, thành công là biểu ngữ 1. Rồi phần vị ngữ chúng ta cũng xác định thêm cụm chủ vị 2, đó là tiếng Việt đây là C2, có nghĩa là chủ ngữ 2. Rồi có một bước phát triển mới, một số phận mới, đây là V2, nghĩa là vị ngữ 2. Rồi vậy cụm chủ vị thứ 2 này làm phụ ngữ cho động từ kiếm, trở thành cụm động từ. Rồi chúng ta tiếp tục bài số 3 ha, sách giáo khoa trang 97. Bài số 3 có nội dung yêu cầu như sau: gộp mỗi cặp hợp với câu thành một câu có cụm chủ vị làm thành phần câu hoặc cụm từ. Đó là cái yêu cầu xác định nha. Rồi câu A: anh em hòa thuận, hai thân vui vầy. Câu B: đây là cảnh một rừng thông, ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại. Câu C: hàng loạt vở kịch như tay người đàn bà, giác ngộ, bên kia sông đuống, vân vân ra đời. Sự ra đời của các vở kịch ấy đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước. Đến xác định nha. Anh em hòa thuận hai thân vui vầy. Câu A: rồi chúng ta sẽ gộp lại. Anh em hòa thuận khiến hai thân vui vầy. Đây, chúng ta gộp xong chúng ta sẽ xác định. Ở đây đầu tiên màu đỏ là cụm chủ vị lớn của câu, anh em hòa thuận đây là chủ ngữ, cô đánh màu bằng mực đỏ nha, phần còn lại là phần vị ngữ. Thầy xin lỗi, thầy ở trong câu này phần chủ ngữ chúng ta có thể xác định thêm cụm chủ vị nhỏ số 1 nữa, đó là anh em đây là chủ ngữ 1, hòa thuận là vị ngữ 1, đây là cụm chủ ngữ số 1. Rồi từ khiến ở đây là động từ các em. Rồi hai thân đây là chủ ngữ 2, vui vầy là vị ngữ 2, ở đây chúng ta có cụm chủ vị thứ 2. Thì cụm chủ vị thứ 2 này làm phụ ngữ cho động từ khiến để trở thành cụm động từ. Chúng ta sang câu B, gộp lại nha. Đây là cảnh một rừng thông mà ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại. Rồi chúng ta xác định nha, đây là chủ ngữ, tất cả còn lại là vị ngữ, à vị ngữ lớn của câu. Rồi cảnh một rừng thông, đây là vị ngữ, cụm vị ngữ nhỏ các em, cô quên đánh số 1 nha, màu đen là cụm chủ của vị nhỏ nha. Rồi phần còn lại mà ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại, đây là vị ngữ nhỏ. Thì đây chúng ta có cụm chủ vị nhỏ nằm ở trong trong phần vị ngữ chính của câu. Rồi chúng ta đến câu C, gộp lại. Hàng loạt vở kịch như tay người đàn bà, giác ngộ bên kia sông đuống, ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước. Chúng ta sẽ xác định chủ ngữ ở đâu đây. Chủ ngữ là từ đầu cho đến ra đời, đây là chủ ngữ lớn nha cô mực đỏ. Phần còn lại là phần vị ngữ lớn. Rồi ở trong bài này chúng ta cũng xác định thêm cụm chủ vị nhỏ nữa, nó nằm ở trong chủ ngữ lớn của câu, từ đầu cho đến chỗ là bên kia sông đuống ba chấm, đây là chủ ngữ nhỏ. Ra đời đây là vị ngữ nhỏ, thì ở trong phần chủ ngữ lớn của câu có cụm chủ vị nhỏ nha các em. Rồi chúng ta nhớ đánh dấu cho kỹ mà ha, sau này gặp lại thi cử quốc gia chúng ta cũng được xác định đúng. Rồi
thì sau khi làm một số bài tập trong sách giáo khoa, bây giờ cô sẽ kiểm tra xem chúng ta có hiểu bài hay không. Chúng ta làm bài tập cuộc mở rộng kiến thức của chúng ta. Rồi, có yêu cầu như sau: biến đổi các câu sau thành câu có cụm chủ vị làm thành phần câu, thành phần cụm từ. Rồi câu A, bà nội chia quà cho các cháu. Câu B, tôi đã gặp bạn ấy. Câu C, quyển sách rất hay. Câu D, cả lớp đã làm xong bài tập. Rồi, có thể chúng ta biến đổi nha. Câu A, bà nội đi chợ về chia quà cho các cháu. Câu B, tôi đã gặp bạn ấy đi học về.